Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Hoàng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món ăn hỗ trợ mình trong quá trình mà mình muốn giảm cân, hoặc là mình muốn những người muốn giữ lean, muốn siết cơ, không muốn nạp nhiều năng lượng, thì mình sẽ giới thiệu hôm nay cái món ăn, một cái món ăn mà khá phổ biến mà có thể là một số người đã biết và một số người chưa biết, thì mình muốn giới thiệu hôm nay đó là món yến mạch. Thì yến mạch là một dạng tinh bột, như mình đã nói đó, tinh bột thì nó sẽ có hai dạng, tinh bột hấp thụ nhanh và tinh bột hấp thụ chậm. Thì tinh bột hấp thụ nhanh là gì, tinh bột hấp thụ chậm là gì, thì mình đã có một bài chia sẻ, thì các bạn nào nếu chưa xem thì có thể xem ở đây, mình sẽ để đường link gợi ý ở trên màn hình ha. Thì cái tinh bột hấp thụ chậm là cái tinh bột mà nó có chỉ số GI, tức là cái chỉ số mà loát vào cơ thể mình á thấp, nên khi mình nạp vào cơ thể nó sẽ hấp thụ dần dần, tức là tinh bột khi vào cơ thể mình nó sẽ chuyển hóa thành đường gluco, và đường gluco nó sẽ chuyển hóa thành glycogen, tức là thành cái dạng năng lượng dự trữ. Và cái quá trình đó nó diễn ra càng chậm thì cái nguy cơ mà cơ thể mình nó tích mỡ càng lâu, thì cái quá trình đó càng lâu thì cái năng lượng dư đó nó sẽ không có cơ hội để dành, và mình sẽ lấy ra mình vận động, từ đó nó sẽ giữ cho cơ thể mình không bị tích mỡ và được lean. Thì cái yến mạch này á, nó là loại tinh bột hấp thụ chậm, và đồng thời trong đó nó có hàm lượng chất xơ rất là cao. Thì hàm lượng chất xơ nó sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa của mình hoạt động tốt, và nó sẽ là một cái dung môi dùng để rửa sạch những cái cặn bã, những chất cặn bã mà nó bám trong cái thành ruột hoặc cái bao tử của mình ha. Thì cái yến mạch này mình có gợi ý cho các bạn là mình mua thì mình nên mua cái loại yến mạch mà nó hột lớn, tức là cái yến mạch mà nguyên chất nó chưa có cán dẹp ra. Thì khi mua các bạn để ý nó có cái chữ là old fashion, tức là cái phiên bản cũ của nó. Thì cái phiên bản cũ của nó thì nó mới là cái loại mà nguyên hạt nó chưa cán ra ha, thì lúc mình chế biến nó sẽ dễ ăn và nó sẽ đỡ ớn hơn. Thì cái liều dùng của nó thì nó sẽ để trên cái label của nó. Thì ở đây mình sẽ quay cái camera lại cho các bạn coi cái label của nó. Thì ở đây nó sẽ đề trên cái thành phần dinh dưỡng của nó. Nhưng mà nếu mà các bạn không muốn đọc á, thì mình đã có cái hướng dẫn trong cái bài mà thiết kế thực đơn đó, thì mình có thể dùng cái phần mềm MyFitness Pal á, mình quét qua cái barcode của nó. Cái barcode nó nằm đây nè, đây mình quét qua cái barcode của nó ha. Đây cái barcode nó cũng nằm trên cái label của nó luôn đây. Ở đây nó có cái barcode nè, mình quét qua thì nó sẽ liệt kê ra cái thành phần dinh dưỡng gì cho mình ha. Rồi thì mình sẽ đi vào cái cách là mình hướng dẫn các bạn chế biến yến mạch như thế nào. Thì ở đây là yến mạch mình sẽ dùng với sữa. Thì mình sẽ có sữa tươi. Thì thành phần của sữa tươi nó có cái gì thì mình cũng cứ bỏ vào cái phần mềm MyFitness Pal đó, mình quét thì nó sẽ ra cái thành phần dinh dưỡng cho mình, cái tổng lượng calo bao nhiêu, trong đó nó sẽ cung cấp bao nhiêu đạm, bao nhiêu tinh bột. Thì cái sữa này á, nếu mà các bạn nào mà sợ cái lượng đường nó nạp nhiều á, thì mình có thể sử dụng cái loại không đường ha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ bỏ sữa vào, mình nấu trước ha, nấu trước cho nó sôi lên, bật bếp lên. Thì trong sữa nó cũng có đạm nữa, nhưng mà cái lượng đạm từ sữa này nó không có nhiều lắm ha. Thì cái món ăn này là chủ yếu để dành cho những hỗ trợ các bạn trong quá trình giảm cân ha. Các bạn lưu ý là để giảm cân được không phải là mình ăn một món này không, nhưng mà mình phải thiết kế cái thực đơn đó ha, tức là mình dựa vào cái TDE của mình thiết kế cái thực đơn. Cái món ăn này là nó hỗ trợ mình trong quá trình là mình nạp tinh bột vào, thì nó sẽ cái thời gian mà tích tụ năng lượng đó, nó sẽ giảm lại. Như mình đã nói đó, tinh bột thì nó sẽ có hai dạng, tinh bột hấp thụ nhanh và tinh bột hấp thụ chậm. Thì trong ngày, ngoại trừ hai thời điểm như mình đã nói đó, trước tập và sau tập,
thì mình sẽ nạp tinh bột hấp thụ nhanh. Còn các thời điểm khác trong ngày thì mình nên nạp tinh bột hấp thụ chậm. Tinh bột hấp thụ chậm. Thì trong này cái thành phần của sữa là 100ml thì nó sẽ có là khoảng là 3g đạm ha. 3g đạm. Rồi thì mình sẽ lấy ít mật, cái mật đổ ra đây rồi thì mình sẽ lấy. Thì tùy vào cái TDA, tức là cái thực đơn của mỗi người thì mình sẽ sử dụng bao nhiêu cái lượng ít mật ha. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng là một là liều rưỡi, tức là khoảng 60g. 60g ít mật. Thì 60g này nó sẽ cho mình được khoảng là 6g sơ. Và ở trên đây nó có ghi khoảng 6g sơ và khoảng là 50g tinh bột ha. 40g tinh bột ha. Rồi mình sau khi sữa nó sôi rồi thì mình sẽ cho yến mạch vào. Rồi mình sẽ đảo lên. Các bạn lưu ý là yến mạch đó mình làm nó vừa chín tới thôi, mình đừng có để nhiệt độ cao quá. Nếu mà mình để nhiệt độ cao quá thì nó sẽ mất đi những cái hàm lượng vitamin và khoáng chất trong cái yến mạch này ha. Thì cái món này á, nó không những nó dành cho những người mà tập thể hình, tập gym, và những người mà muốn giảm cân, hoặc là những người mà bị một số bệnh nào đó, ví dụ như là cần hạn chế cái lượng tinh bột vào chẳng hạn, thì mình cũng có thể sử dụng cái yến mạch này. Tại vì cái yến mạch này á là nó hấp chỉ số GI nó thấp, nên khi nạp vào cơ thể mình thì cái quá trình mà đồng hóa, tức là cái hormone insulin nó không có đẩy cái lượng đường huyết trong máu mình nó lên cao ha. Cho cái yến mạch nó vừa chín tới thôi ha. Vừa chín tới thôi. Thì ngoài yến mạch ra thì có một số loại tinh bột khác cũng là loại tinh bột thấp thượng dầu mình đã nói rồi đó, ví dụ như là bắp, khoai lang, các loại gạo, các loại hạt củ đậu. Thì nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Tại vì như các bạn biết, khi mà mình nạp cái tinh bột này là nó dành cho năng lượng để vận động. Thì khi mình nạp vào cơ thể mình, nó không đưa ra hoạt động liền, thì nó sẽ dự trữ ở những chỗ sau đây, đó là trong gan, trong cơ và trong máu của mình. Nếu mà tích tụ một thời gian thì trong gan mình nó sẽ dư năng lượng, thì nó dễ dẫn mỡ thôi, trong máu mình cũng vậy, thì từ đó nó sẽ sinh ra một số bệnh. Thì đó là những bệnh gì thì mình sẽ đề cập ở trong những cái video khác ha. Thì trong video này để giới hạn cái thời lượng mình chỉ hướng dẫn các bạn chế biến cái món yến mạch thôi ha. Rồi mặt nó chín rồi, mình nấu khoảng là 3-4 phút thôi thì mình sẽ bỏ ra. Ở đây nếu mà các bạn muốn mà ăn mà nó đỡ ớn á, nó đỡ ngán, thì mình có thể thêm những cái loại trái cây khô như là nho hoặc là táo, hoặc là những cái loại mà trái cây mà nó khô á. Ở đây mình sẽ sử dụng nho, mình cho vào thêm để cho nó đỡ ớn.
Rồi, như vậy là mình đã có một cái món ánh sáng hỗ trợ trong quá trình mình muốn seeker, những anh em muốn seeker hoặc là những người muốn giảm cân, giảm mỡ. Và giảm cân ở đây mình nói là giảm mỡ nha. Có một số người cứ ăn kiêng, mình có cái quan niệm sai lầm đó là ăn kiêng. Ăn kiêng nó khác kiêng ăn nha. Ăn kiêng là mình ăn đúng và mình ăn đủ, còn kiêng ăn là coi như mình nhịn luôn, mình không ăn luôn. Thì hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn ha. Thì hy vọng sau cái video chia sẻ này của mình thì các bạn sẽ có một cái lựa chọn mới trong cái thực đơn giảm cân của mình, đó là yến mạch và sữa ha. Thì yến mạch nó rất là tốt. Rồi tới đây thì mình xin kết thúc cái video chia sẻ hướng dẫn các bạn một cái món trong quá trình muốn seeker hoặc là giảm cân. Thì nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình ở đây nha. Rồi, chào các bạn.